Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thật ra quý yêu cầu của rất nhiều quý vị và các bạn thắc mắc về chiếc máy gieo hạt của cái một em là VNGH989 này là gieo được những hạt gì. Thì hôm nay em có chuẩn bị một chút hạt đậu tương. Hạt đậu tương là nó tỷ lệ nó to nhỏ cho nhau không đáng kể, cho nên là em tin hạt này trồng rất rất là đều ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một bộ chia nhỏ nhất ạ. Ở trong cái bộ sơ cua chúng ta, quý vị có thể nhìn thấy bộ chia nhỏ nhất ạ. Thì khi chúng ta cầm hạt đậu tương, chúng ta bỏ vào đây một hạt, chúng ta nhìn nó nằm trong này rất là gọn gàng luôn. Thì như vậy là như thế nào? Như vậy là khi mà chúng ta lắp cái bộ chia này vào máy để là trồng thì nó sẽ ra rất là đều đấy. Cùng lắm thì những hạt nào mà nó nhỏ thì nhỏ tí hơn chút xíu như hạt này nó sẽ ra 2 hạt, còn không thì nó sẽ ra một hạt đều 100% luôn. Thì hôm nay là em sẽ thử, thì đầu tiên là chúng ta phải tháo cái máy ra. Ta sẽ tháo máy ra. Chúng ta tháo cái bộ chia bên trong, cái bộ chia bên trong. Chúng ta sẽ phải xoay đến cái điểm này. Hai cái mặt bích này nó phải trùng nhau, chúng ta sẽ tháo ra. Tháo hai mặt bích này ra. Sau đó chúng ta sẽ nhấc cái bộ này ra. Ở bên trong này nó có một cái bộ chia hạt nhưng lại không có lỗ là như thế nào? Chính cái bộ chia hạt này là nó lắp xuống là nó sẽ bịt, coi như là bịt lại. Nếu như chúng ta lắp hai hai bộ như thế này, nó sẽ bỏ cả hai bên và chúng ta lắp như thế này thì nó sẽ bịt một bên. Thì hạt đậu tương nó nhỏ thì chúng ta sẽ lắp cái nhỏ nhất vào, lắp cái miếng gạt này vào, ta lắp vào và chúng ta lại lắp lại. Như vậy là ok, em đã lắp cái bộ chia nhỏ nhất để trồng hạt đậu tương và đậu đen. Hai hạt này là giống nhau, hai hạt này về kích thước của hai hạt đậu tương và đậu đen là như nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đổ hạt giống à, đổ hạt đậu tương mà. Đổ một lượng đấy. Sau khi chúng ta đổ vào thì chúng ta lên nghiêng cái máy một chút xíu sang bên kia, đóng vào, đóng nắp và chúng ta nghiêng sang bên kia cho nó chui hết vào trong máy. Vậy là nó đã chui vào trong máy rồi. Đầu tiên khi chúng ta đẩy nó sẽ không ra hạt vì những cái mỏ bên này, bên trong này nó chưa hề có hạt giống cho vào, vì vậy là chúng ta đẩy nó sẽ không ra hạt. Vị lưu ý một chút. Bây giờ thì anh đẩy đẩy mạnh. Đặt một chỗ đẹp. Đầu tiên chúng ta sẽ phải quay một chút. Chúng ta không nên đẩy cho chúng ta đẩy ngay nó sẽ mất hạt vì đầu tiên là chưa có hạt đâu. Chúng ta sẽ đẩy ra bên ngoài cho đến khi nó ra được. Em sẽ để khoảng 3 hàng, chúng ta có thể nhìn thấy đồng đều trên máy.
giấy. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra một chút xíu. Vâng, hạt ra hạt đậu tương này nó rất là dễ trồng ạ, nó đều như nhau, cho nên là nó tỷ lệ nó ra đạt gần như là 100% luôn, không có hạt nào mất luôn. Chỗ này có 3 hạt, đấy là lấy em bị đánh rơi. Đây quý vị có thể nhìn thấy, đây cái hàng này hàng cuối cùng, hàng thứ hai em đẩy đây. Hạt ra rất đều nên là hạt đỗ tương nó rất là dễ trồng, đỗ tương và đỗ đen nó đều rất là dễ trồng, quý vị có thể nhìn thấy. Chúng ta muốn ra 2 hạt hay ra 3 hạt, chúng ta sẽ phải đổi bộ chia. Ở đây là có một bộ chia to thứ số 2, nó to hơn bộ chia vừa xong một chút xíu. Thì bộ chia này là chúng ta muốn trồng 2 hạt, chúng ta lắp vào cái bộ chia này. Thì khi mà hạt đậu tương nó bỏ vào đây để nó trồng ấy, thì nó sẽ lọt được vừa 2 hạt. Nó sẽ lọt 2 hạt vào đây. Nó sẽ lọt 2 hạt như thế này. Và nó sẽ ra 2 hạt. Thì quý vị lưu ý là chúng ta cứ trồng bao nhiêu thì chúng ta sẽ cho bộ chia to. Chúng ta không nên thay cái bộ không có lỗ, vì cái bộ đấy nó sẽ cạn bớt. Vì hạt là những hạt nhỏ, chúng ta chỉ trồng lên một miếng thôi. Khi đến hạt đậu phộng chúng ta lại lên dùng loại này. Đậu phộng là hạt lạc là to dùng loại này. Hạt bé sẽ ra 2 mà hạt nhỏ sẽ ra 1. Hạt bé nữa sẽ ra 3. Thì nó sẽ đạt tỷ lệ hơn là so với chúng ta trồng cái hạt bộ chia bé để trồng lạc. Như vậy là em đã thử nghiệm xong cái vụ trồng đỗ tương rồi ạ. Quý vị có gì thắc mắc thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở dưới màn hình để được tư vấn hỗ trợ sản phẩm. Xin cảm ơn.